Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu như mọi người nha. Hey, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Thì cũng như hôm qua mình có live stream cùng với tất cả mọi người để thực hiện nghi thức cầu hôn. Khi đó mọi người có gọi là yêu cầu á, là mình hãy cầu cơ luôn để xem là cái linh hồn ở bên trong cái bức ảnh đó có điều gì muốn nói với mình hay là không. Thì vì thực hiện cầu cơ mọi người sẽ giao tiếp rõ ràng hơn. Thì mình suy nghĩ thấy là cũng lâu rồi mình chưa có thực hiện nghi thức cầu cơ mọi người. Vì khi mà thực hiện nghi thức cầu cơ mọi người biết không, nó rất là tổn thọ mọi người ạ. Cho nên là lâu lâu mình mới thực hiện nghi thức cầu cơ một lần. Thì hôm qua mình đã live stream để cầu hồn và cũng như là luôn cả nghi thức cầu cơ cho tất cả mọi người xem. Thì mình có nói với những vong linh đó là vào 12 giờ đêm hôm nay mình sẽ đi ra đó để cúng cho tất cả những vong linh ở đây, gọi là được ăn uống và coi như là giúp cho những vong linh ở đây được đi siêu thoát mọi người. Thì tối nay sẽ như thế nào, mời tất cả mọi người cùng đón xem nhé. Trước khi xem video này, mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh và cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Và đây chính là tất cả những thứ cần thiết để mình thực hiện nghi lễ cúng cho ma đói ngày hôm nay mọi người ạ. Hiện tại thì trời đang mưa. Mưa không có lớn mọi người nhưng mà cứ lắc rắc vậy á. Lúc nãy mình đi về mình mua những dụng cụ này á thì cũng mưa vậy á mọi người. Mình cứ sợ là giấy tiền vàng bạc rồi đó bị ướt, nhưng mà thật sự rất là may mắn không sao mọi người ơi. Thì mình sẽ quay luôn đồng bộ với camera hồng ngoại luôn nha mọi người. Thì hôm qua trong lúc live stream mình có nói với mọi người là mình định là hôm nay mình live stream luôn. Nhưng mà do là khuya quá cho nên là mình định live stream nhưng không được mọi người. Thì mình sẽ quay clip lại để có thể đồng bộ cùng với camera hồng ngoại để cho tất cả mọi người xem ha. Thì mình vừa bưng hết một dĩa trái cây tới đó để cúng rồi. Thì ở đây thì mình sẽ để là ba dĩa trái cây, ba dĩa bánh và cũng như giấy tiền vàng bạc. Còn ở dưới là những cái vật dụng cần thiết của mình thôi. Ngoài trước á, thì mình có để 7 chén cháo mọi người. Thì tại sao mình lại để 7 chén cháo trắng? Do là nam á, là 7, nữ là 9. Mình là nam cúng cho nên là mình sẽ cúng 7 chén nha mọi người nha. Thì mình sẽ lại gần hơn cho mọi người xem ha. Đây, cháo trắng nha mọi người. Đó, thì mình sẽ cúng 7 chén cháo trắng. Và ở dưới của 7 chén cháo trắng đó mọi người, nó gồm có những lá bùa. Thì lá bùa đó là gì thì để tới cuối video này mình sẽ nói cho tất cả mọi người nghe ha. Còn ở bên cạnh mình thì có cái thau để mà mình đốt với tiền vàng bạc đó mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ đặt một cái góc máy nào đó ở đây để mà quan sát rộng cho mọi người xem hết. Tại vì vật dụng trong nghi thức lần này nó cũng nhiều á mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ đặt máy nha. Ok mọi người, thì mình sẽ đặt góc máy ở xa ngoài đây mọi người, để cho mọi người quan sát được hết tất cả những thứ mà trong nghi thức này có. Và cũng như mình đã mở luôn cả camera hồng ngoại để có thể
quan sát được hết tất cả mọi người, cũng như là được nhìn bằng hồng ngoại thì mình sẽ thấy được nhiều thứ hơn mọi người ạ. Và bây giờ xin phép mọi người mình sẽ được bắt đầu vào nghi thức nha mọi người nha. Thì ở đây có ba lá bùa và mình sẽ cất ba lá bùa này đi nha mọi người nha. Hiện tại bây giờ chưa dùng tới ba lá bùa này, mình sẽ để nó qua một bên. Xin phép mọi người mình bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ gõ khánh nha mọi người. Mình sẽ gõ 3 lần. Bây giờ mình sẽ đốt với tiền vàng bạc nha mọi người nha. Mọi người có nghe tiếng gì không? Để mình bật mic to to lên nha. Mình mới nghe có tiếng gà nhai la mọi người. Bây giờ mình sẽ bật cái mic to như thế này luôn nha mọi người nha. Để nhiều khi là có những cái tiếng động gì đó mình còn có thể bắt lại được mọi người ạ. Xin phép mọi người bây giờ mình sẽ đốt với tiền vàng bạc nha. Mọi người có nghe không?
thì mình không biết là camera hồng ngoại có quay lại được cái gì hay không mọi người. Xíu nữa mình sẽ vô trong mình chết sau. Mình vừa mới nghe tiếng ai thở một cái khì vậy mọi người. Đốt với tiền vàng bạc này á mọi người, thì mọi người nhớ là đốt cho cháy hết nha. Nhiều khi là cháy không hết thì những người âm ở dưới á, người ta không có nhận được á mọi người. Sau khi đốt với tiền vàng bạc xong, mình sẽ ngồi thiền mọi người ạ. Mình sẽ ngồi thiền và đọc chú. Đọc chú để cho người ta hưởng xong những cái của lễ mà mình đã cúng nè mọi người. Tiếng gì đó. Để sau khi người ta hưởng xong những cái của lễ mình cúng á mọi người, thì mình sẽ bắt đầu xin lệnh siêu thoát và cũng như là đọc kinh siêu thoát cho người ta nha mọi người nha. Ok mọi người, thì mình cũng đã đốt với tiền vàng bạc sắp xong rồi mọi người ạ. Bây giờ xin phép mọi người mình sẽ được ngồi thiền để có thể đọc chú cho tất cả những linh hồn ở đây nhé. Thì mình không biết là đã có linh hồn nào xuất hiện hay là chưa. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người nha.
Mình đã đọc xong bài chú rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đọc lệnh nha. Mình sẽ đọc lệnh cho tất cả những vong linh ở đây sẵn sàng để mình bắt đầu thực hiện siêu thoát nha mọi người nha. Xong rồi mọi người, mình không biết là đã đưa được tất cả những linh hồn đang có mặt ở đây đi siêu thoát hay chưa, nhưng mình rất là hy vọng là mình đã giúp được cho họ một phần nào đó mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ để toàn bộ đồ đạc ở đây và bắt đầu đi vào bên trong để có thể xem lại camera hồng ngoại nha mọi người nha. Tự nhiên mình cảm thấy rất là mệt mọi người, đầu mình xoay 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 xoay, xoay luôn á. Ok, bây giờ xin phép mọi người mình sẽ đi vào bên trong nha. Mình vừa mới vào trong nhà mọi người à, thì mình không biết là tại sao mà bây giờ hiện tại trong người mình nó cảm thấy rất là mệt mọi người. Lúc nãy mình còn bị chảy máu cam đó nè, đây còn dính máu nè mọi người nè. Mình không biết sao giờ mình rất là mệt luôn mọi người ạ. Mình cảm ơn mọi người vì đã xem video của mình. Thì bây giờ mình sẽ mở camera hồng ngoại lên để xem lại nha mọi người nha. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video của mình.
Nếu như mọi người yêu mến mình và cũng như là ủng hộ Roma Vlog, mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh và cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video lần sau. Bye bye.